Ngài xin chào quý vị đã đến chương trình Điều Chỉnh TV. Thì ngày 13 tây tháng 6 năm 2022 vừa qua, thì cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Liên Âu đã công bố một bản báo cáo về các hoạt động hỗ trợ các nhà hoạt động gọi là nhân quyền trên toàn thế giới. Và trong cái bản báo cáo này có đề cập rất là nhiều về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng như là ở bên Trung Quốc. Và cái sự chỉ mũi dùi vào Việt Nam của Liên Âu về vấn đề nhân quyền nó đã được diễn ra rất là nhiều năm rồi. Mỗi năm thì Việt Nam với Hoa Kỳ hay là Việt Nam với Liên Âu vẫn thường có những cái vòng gọi là đối thoại nhân quyền, và có rất là nhiều những cái yêu cầu từ ở phía Liên Âu cũng như là ở phía Hoa Kỳ khi mà họ áp đặt về những vấn đề cái tiêu chí nhân quyền đối với Việt Nam trong rất là nhiều các cái trường hợp. Thì trong cái báo cáo nhân quyền ngày 13 tháng 6 đưa ra đó, thì ở phía bên Việt Nam sau đó ngày 24 tháng 6 năm 2022 vừa qua, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam là bà Phạm Thị Thu Hằng cũng đã có lên tiếng và nói rằng cái việc mà trả lời các cái câu hỏi của các phóng viên liên quan tới vấn đề là phản ứng của Việt Nam như thế nào trước cái báo cáo nhân quyền của Nghị viện châu Âu về cái công tác gọi là hỗ trợ cho những cái nhà hoạt động nhân quyền ở toàn thế giới, thì bà Phạm Thị Thu Hằng có đưa ra cái ý kiến toàn văn là bảo vệ Việt Nam thì khẳng định rằng, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định rằng là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là cái chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Việt Nam thì luôn xem con người là trọng tâm và là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển của đất nước, và luôn nỗ lực vì cái mục tiêu nâng cao đời sống, cái quyền thụ hưởng của người dân, rồi không để ai bị bỏ lại phía sau. Các cái quyền tự do và cơ bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp của Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các cái văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong các vấn đề thực tiễn. Đó là cái phần phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng còn nói thêm là ở Việt Nam tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có cái nghĩa vụ tuân thủ các cái quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật bất cứ ở đâu và vì bất cứ lý do gì đều phải bị xử lý và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo sự thụ hưởng đầy đủ của cái quyền tự do của mỗi người công dân trong một xã hội an toàn, trật tự, công bằng, không ai bị bắt giữ, xét xử về thực hiện các quyền con người một cách chính đáng. Tức là bà Phạm Thị Thu Hằng có nói rất là rõ rằng là không ai bị bắt giữ vì thực hiện quyền con người một cách chính đáng ở Việt Nam. Còn cái việc mà thực hiện cái quyền con người mà không chính đáng thì cái việc bị bắt. Thì chúng ta thấy rằng trong cái bản báo cáo của Liên Âu đưa ra vào ngày 13, thì trong đây là chúng ta thấy rằng có nói về cái bảo vệ cái quyền con người ở trên toàn thế giới, thì trong đó có khá nhiều đề cập đến vấn đề của Việt Nam. Thì chúng ta biết là hồi trước bây giờ thì châu Âu liên tục là nhắm vào Việt Nam và Trung Quốc bởi vì họ cho rằng ở đây là một cái đất nước độc tài, đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và trong cái báo cáo đó ngày 13 tây đó, thì họ cung cấp cái thông tin nói rằng là cái tình trạng mà các nhà hoạt động gọi là nhân quyền, những người mà gọi là hoạt động nhân quyền ở Việt Nam thì nói rằng đó là những người vi phạm pháp luật và bị xét xử, và những cái việc xét xử đó là nó có cái bản án và nó có các căn cứ theo các cái quy định của luật pháp Việt Nam. Chúng ta thấy rằng nói rằng ở Việt Nam đó được đưa ra để mà làm như có điển hình về cái vấn đề mà nhân quyền, bởi vì trong cái hoạt động của các cái cơ quan ngoại vi, hay nói đúng hơn là một cái bộ phận của cái quốc hội của châu Âu, thì họ thường đi vận động nhân quyền, hay họ nói là họ bảo vệ những người mà lên tiếng nói về nhân quyền đối với một cái quốc gia, và trong cái trường hợp của Việt Nam chẳng hạn. Thì trong cái báo cáo này đó thì chỉ ra là chính quyền của Việt Nam một mặt là sẵn sàng, gọi là họ dùng cái từ rất là nặng, đó là đàn áp những cái nhà hoạt động nhân quyền, và đơn cử như những cái vụ mà họ nói rằng là bắt giữ những cái người mà cái phái đoàn của Liên minh châu Âu đã gặp gỡ vào năm trước cái thềm mà sự ký các cái hiệp định thương mại tự do với Liên Âu. Thì chúng ta thấy hàng loạt những cái người mà bị bắt giữ trong cái thời gian vừa qua từ rất là nhiều vụ, thí dụ như ngay cả như là
nhà báo Phạm Đôn Trang chẳng hạn, hay là bất cứ những cái người khác, ngay cả trong cái trường hợp của cái vụ Lên Kinh, cái vụ Đồng Tâm rồi sau này thì nó xảy ra rất nhiều những cái nhà hoạt động khác nữa. Thí dụ như là những người trong cái nhóm gọi là hội báo chí tự do gì đó của Việt Nam, thì tất cả những cái hoạt động này nói chung rằng họ đưa ra những cái lý lẽ như vậy, nhưng mà ở phía bên Việt Nam thì với cái phát ngôn của bà Phạm Thị Thu Hằng thì coi như là đã phản bác, phản đối toàn bộ cái bản báo cáo đó, và nói rằng là cái việc mà coi như là cái thúc đẩy quyền con người đó thì là chính sách của Việt Nam. Việt Nam lúc nào cũng nâng cao cái quyền con người chứ không có phải là đi ngược lại cái quyền con người. Và cái vấn đề mà phát huy dân chủ hay là mở rộng dân chủ đó là một cái mục tiêu của Việt Nam theo theo cùng với cái đà phát triển để mà vươn lên. Và ở phía Việt Nam thì cũng luôn nói là không đánh đổi tất cả những cái các vấn đề mà có thể làm hại cho cái môi trường sống, hoặc là cái quyền con người, hoặc là vì để mà đánh đổi bất cứ mọi thứ để mà cho cái phát triển hay là tăng trưởng. Nói chung là người ta chỉ trích rằng ở Việt Nam đó có một cái sự chú trọng nhiều về vấn đề kinh tế, hay là chỉ lo làm ăn với các nước, nhưng mà cái quyền con người, ví dụ như họ nói rất là nhiều về cái quyền. Và ở phía bên Việt Nam thì nói rằng là trong cái phát ngôn của bà Phạm Thị Thu Hằng thì đó là chúng tôi rất lấy làm tiếc vì báo cáo của Nghị viện châu Âu có những cái thông tin nhận định thiếu khách quan, thiếu công bằng dựa trên một số những cái thông tin gọi là sai lệch, không có cơ sở, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Liên minh châu Âu và sẵn sàng trao đổi với châu Âu về cái quyền con người trên tinh thần gọi là xây dựng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thì thật ra thì hai bên đó, giữa Việt Nam và châu Âu thường niên vẫn có những cái buổi gọi là đối thoại nhân quyền, và các cái vấn đề này thì hai bên gọi là những cái vấn đề mà hai bên quan tâm, thí dụ như châu Âu quan tâm những vấn đề của Việt Nam, thậm chí là nhiều năm họ đưa ra những cái trường hợp cụ thể, cái vụ bắt người nào, cái vụ khởi tố nào, và một số các cái trường hợp mà họ họ nghe những cái tổ chức gọi là tổ chức nhân quyền đó, hay là những cái tổ chức gọi là phi chính phủ, ngay cả những cái tổ chức đảng phái mà gọi là chống cộng nữa, họ đưa những cái thông tin đó cho một số các cái cơ quan của bên nghị viện châu Âu, và người ta đặt vấn đề thẳng với trong các cuộc gọi là đối thoại nhân quyền. Và nhiều tổ chức chống cộng cũng nghĩ rằng cái hoạt động nhân quyền này có thể ép được Việt Nam, hoặc là có thể tạo áp lực Việt Nam, sẽ làm cho Việt Nam thay đổi nhanh lên, hoặc là chuyển theo cái hướng đa đảng đa nguyên, hoặc là chuyển theo cái hướng tự do theo cái kiểu phương Tây. Nhưng mà nhiều người đó họ nhìn thấy cái quá trình quan hệ giữa Việt Nam với châu Âu cũng như là Việt Nam với Hoa Kỳ thì nhiều năm liền, mặc dù là có những cái đối thoại, có những lúc cũng rất là gay gắt, có những cái lúc thì gần như đó nhiều người tưởng như là rất là khó để mà thống nhất được. Tuy nhiên thì cuối cùng đó mọi sự vẫn đã được giải quyết, và có một số những người ở trong những cái nhóm gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền thì họ quay ngược lại, họ chỉ trích chính quyền của châu Âu, chỉ trích cái nghị viện của châu Âu, hay là thậm chí là chỉ trích chính quyền Hoa Kỳ. Tức nghĩa là trong các cuộc đối thoại nhân quyền gần như không đủ cái áp lực, không tạo ra một cái sức mạnh và không thể làm áp lực đối với chính quyền của Việt Nam, hay là họ nói rằng những cái đối thoại là đối thoại chỉ cho vui, đối thoại rồi cuối cùng đó thì vẫn là hợp tác là chính. Cuối cùng thì cũng khen Việt Nam là có những cái sự tiến triển, và cũng ghi nhận rằng Việt Nam lắng nghe, Việt Nam có những cái điều chỉnh, và bằng chứng này cho thấy rằng cái quan hệ giữa Việt Mỹ càng lúc càng rắn rít hơn, càng làm ăn chặt chẽ hơn, và cái quan hệ thương mại xuất nhập khẩu càng lúc càng tăng, cũng như là ở phía bên châu Âu cũng vậy. Châu Âu thì trước khi mà ký kết một cái hiệp định EVFTA thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cũng nói nhiều về nhân quyền, châu Âu cũng lên tiếng rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì cái hiệp định đó cũng đã được thông qua. Tưởng chừng là rất là khó, bởi vì các cái thành viên của rất là nhiều nước, các cái thành viên của các cái châu Âu đó cũng có nhiều cái nơi đã được vận động, được coi như là kích động rất là nhiều để mà đừng thông qua cái hiệp định đó. Nhưng mà cuối cùng vì cái quyền lợi, nghĩa là châu Âu sao, châu Âu vẫn thấy rằng ở Việt Nam là một cái đối tác rất là quan trọng,
nhất là trong các khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là một trong những cái nước gọi là một cái công xưởng, một cái nơi mà cung cấp cái hàng hóa, thậm chí là những hàng hóa giá rẻ cho châu Âu nữa, bên cạnh Trung Quốc. Bởi vì họ đã nhìn thấy Trung Quốc á, nó đã trở thành một cái nơi phát triển rất là mạnh, và Trung Quốc đã nắm được cái thế, gọi là nắm được cái thị trường của châu Âu, và họ đã thao túng cái thị trường đó. Cho nên bây giờ là họ muốn đa dạng hóa các cái chuỗi cung ứng, thì ở Việt Nam nổi lên như vậy. Và mặc dù là phía châu Âu họ chỉ trích, nhưng mà họ cũng phải thừa nhận là ở cái nền kinh tế hay cái nền chính trị của Việt Nam là nền kinh tế chính trị ổn định, họ làm ăn, họ đầu tư, họ cũng rất là an tâm, bởi vì họ không muốn đầu tư ở một cái nơi mà cái ngày nay đảo chính, ngày mai đảo chính, ngày mốt có những cái biến động, thì những cái biến động đó cái đồng vốn, cái đồng tiền của họ sẽ bị mất đi. Cho nên một mặt đó, thì họ vẫn làm vui vui lòng các cái tổ chức gọi là những cái tổ chức phi chính phủ, những cái tổ chức mà đấu tranh dân chủ nhân quyền, nhưng mà cuối cùng á thì cái việc mà thống nhất hay cái việc mà làm ăn, cái mục tiêu cao cả vẫn là cái quyền lợi của các nước, của hai bên thôi, Việt Nam và châu Âu. Châu Âu thì bây giờ biến cái thị biết rằng cái thị trường của khối châu Âu là một thị trường rất là quan trọng, một trong ba cái thị trường lớn của Việt Nam, sau Mỹ, coi như sau Trung Quốc còn Mỹ thôi. Rồi cho nên là bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, ở bên phía bên Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc cũng bị chỉ trích rằng là vi phạm nhân quyền, vi phạm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà châu Âu một mặt thì lên tiếng xong rồi Trung Quốc họ lớn tiếng lên thì họ phản bác, hoặc là họ thực hiện những cái biện pháp gọi là trả đũa, thì bắt đầu có những sự nhượng bộ. Ví dụ như trong cái vấn đề của Tân Cương, vấn đề về băng vải, vấn đề về hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc, về cái việc mà đóng cửa hay là mở cửa của Trung Quốc trong cái đại dịch Covid-19, hàng loạt những cái vấn đề. Nhưng mà cuối cùng thì châu Âu cũng phải thiệp Trung Quốc thôi, nói chung là phải nhượng bộ Trung Quốc. Và Trung Quốc thì bị chỉ trích là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, và gọi là độc tài, độc tôn, độc đoán gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì châu Âu với Mỹ là hai cái nơi mà gọi là dướng vào cái thị trường Trung Quốc nhiều nhất, làm ăn tương sinh với Trung Quốc, và phải lệ thuộc vào cái hàng hóa cung cấp cũng như là nguyên vật liệu cung cấp từ Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề dân chủ nhân quyền, có nhiều người họ cứ lao vào, họ cứ nghĩ rằng là Mỹ và châu Âu đó thì sẽ làm biến đổi Trung Quốc. Hồi trước cũng có nhiều cái lý luận đưa ra như vậy, nói rằng là cứ cho Trung Quốc vào WTO rồi Trung Quốc tham gia nhiều cái hiệp định trên thế giới, thế nào cũng sẽ chuyển sang cái tự do giống như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, và cũng giống như là Mỹ hay là châu Âu, Tây Âu. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy Trung Quốc họ vẫn do Đảng Cộng sản lãnh đạo, họ vẫn ổn định về chính trị, và thậm chí họ phát triển thêm một cái đường hướng rất là riêng, một cái chính sách gọi là chính sách kinh tế mới. Họ còn dùng luôn cái từ gọi là cái tầm nhìn của Tập Cận Bình hay trước đó nữa là Đặng Tiểu Bình, và chúng ta thấy nó rất là riêng, cái hoàn toàn là cái cách điều hành nó mang cái màu sắc của Trung Quốc, nó không có mang cái màu sắc của một cái kinh điển nào của cái tư bản cả. Chúng ta thấy cái điều đó thì nó đi ngược lại những cái chỉ trích của châu Âu hay là những chỉ trích của nước Mỹ, khi mà nói rằng cái sự phát triển phải đi theo cái hướng tự do và vấn đề dân chủ nhân quyền theo một cái tiêu chí của Hoa Kỳ hay là tiêu chí của châu Âu. Thì bởi vậy chúng ta mới thấy được rằng đó là những cái tiêu chí mà gọi là dân chủ nhân quyền đó cũng chỉ là những cái lời, nó cũng đầu đầu môi thôi, và những cái người ta gọi là giống như những cái game đó, những cái trò chơi, những cái chương trình ra để mà nói với nhau. Thí dụ như có nhiều người họ chỉ trích rằng là ở Việt Nam đó rất là khôn khéo khi mà sử dụng cái vấn đề nhân quyền, và bây giờ qua rất là nhiều năm, qua rất là nhiều các cái vòng đối thoại, thì ở Việt Nam bây giờ phải nói rất là bản lĩnh trong cái vấn đề này. Nói họ thừa biết rằng ở nước Mỹ họ sẽ đưa các vấn đề nhân quyền như thế nào, và ở bên châu Âu là như thế nào, và Việt Nam có sẵn sàng có những cái điều chỉnh. Thí dụ như trong một số các cái trường hợp họ nói rằng cái phiên tòa đó hay là cái vụ xét xử đó, rồi thậm chí là họ muốn lãnh những cái người mà được ra khỏi những cái trại tù để mà đi sang Hoa Kỳ chẳng hạn, thì Việt Nam cũng thường hay làm như vậy. Việt Nam sẵn sàng đáp ứng thôi, nếu như họ bảo lãnh.
Thí dụ như trước khi ký cái hiệp định EVFTA, chúng ta thấy rất là rõ là trong cái báo cáo nhân quyền thì nói rằng là ở Việt Nam cũng đã thực hiện cái việc thả người, và phía châu Âu họ ghi nhận, thì họ nói là có cái sự phát triển. Và sau này về trước nhiều cái vụ cho rằng cái việc mà châu Âu và Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng hàng năm năm nào cũng nói, hoặc gần như không có năm nào mà họ nói rằng về vấn đề nhân quyền. Họ cứ nói là cái việc bắt giữ, ví dụ như họ nói là có những trường hợp nói rằng về vấn đề tôn giáo, có khi nói là bắt giữ tùy tiện, mà thường đó đa phần thì nói về cái việc mà những cái phiên tòa thì nhiều hơn, hay là những cái người gọi là hoạt động dân chủ nhân quyền thì nhiều hơn. Nói chung là không muốn bảo vệ những người dân chủ nhân quyền, nhưng mà phía Việt Nam thì cứ nói rằng những sự phản bác nó rằng những cái pháp luật của Việt Nam phải công bằng, là phải bình đẳng trước tất cả mọi người, và ai mà vi phạm đó thì phải bị xét xử, và bị xét xử bằng một phiên tòa và một cái bản án, và rõ ràng là người ta vẫn có những cái luật lệ rất là rõ ràng, chứ không phải là Việt Nam áp đặt hay là Việt Nam gọi là không có cho cái vấn đề dân chủ nhân quyền. Bởi vì mỗi nước Việt Nam, mỗi đất nước có 100 triệu dân, và nhiều người khác vẫn tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam, và người ta vẫn sống một cái đời sống gọi là rất là thoải mái. Và cái sự phát triển và sự gia tăng về nhân quyền đó là một mục tiêu theo như mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là nhà nước chính quyền của Việt Nam đeo đuổi. Thì tất cả những cái sự phản bác, những cái lời nói qua lại với nhau như vậy thì chúng ta biết rằng nó cuối cùng thì cũng sẽ thống nhất thôi, và cuối cùng nó thì vẫn cứ làm ăn, không có cái chuyện mà giống như mà nhiều người họ hoang tưởng, họ cứ nghĩ rằng căng lắm tới đây châu Âu hay là Hoa Kỳ nói về vấn đề nhân chủ nhân quyền cho Việt Nam sẽ đình chỉ cái quan hệ hợp tác, hoặc là phạt thuế với Việt Nam, hoặc là ngưng làm ăn với Việt Nam, hoặc là yêu cầu Việt Nam phải thay đổi thế này thế kia thế nọ. Thì tất cả các nước trên thế giới bây giờ chúng ta thấy rằng gần như không thể nào làm được cái điều đó, không thể ép buộc một cái đất nước khác mà thay đổi. Trong cái quan hệ Việt Mỹ cũng vậy, quan hệ Việt Mỹ thì ngay từ khi mà Việt Nam trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Hoa Kỳ thì tiếp xúc với ông Obama đã xác định rất là rõ rồi là nước Mỹ cam kết là sẽ tôn trọng cái độc lập, cái chủ quyền và tôn trọng cái sự khác biệt về cái thể chế chính trị của Việt Nam. Nói chung là họ không có lên tiếng về vấn đề đó. Phía bên châu Âu cũng vậy. Và rõ ràng rằng vì cái sự cam kết là họ không nói là tại sao các anh không đi theo chúng tôi, mấy anh phải có nghị viện, phải có thượng viện, phải có bầu cử theo cái kiểu của chúng tôi, rằng phải vận động, phải xin tiền, rồi phải đấu đá chính trị rất là nặng nề như vậy. Thì rõ ràng nước Mỹ không đặt các vấn đề đó, ngay cả châu Âu cũng vậy. Bây giờ họ chỉ nói về những cái người gọi là hoạt động dân chủ nhân quyền, họ cho rằng những người đó lên tiếng nó là thể hiện cái quyền. Nhưng mà ở Việt Nam thì có cái điều 331 của Bộ luật hình sự, anh có cái quyền, nhưng mà cái quyền sử dụng cái quyền đó mà lợi dụng cho các quyền dân chủ đó để mà xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hay các cái tổ chức, anh lôi người ta ra anh mắng theo cái kiểu anh bôi nhọ, để kiểu là không có các cái chứng cứ, hoặc làm theo cái kiểu tạo dựng đó, thì những điều đó không được phép đối với Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng nói sơ qua một chút về vấn đề nhân quyền thì phía bên châu Âu đến bây giờ thì họ mặc dù họ dùng các cái từ là Việt Nam là đàn áp rồi, hay là những cái nhà hoạt động, những cái người mà đấu tranh dân chủ nhân quyền gì đó đủ thứ chuyện hết, nhưng mà ở Việt Nam thì nói rằng đó là những người tội phạm, đó là những người vi phạm pháp luật, họ không phải là cái nhà đấu tranh, và Việt Nam cũng không xét xử các cái vụ án gọi là chính trị, mà đó là những cái vụ án hình sự thông thường chứ không có vấn đề gì hết. Và trong một số các cái trường hợp thì trong nhiều năm qua cũng thấy rằng ở Việt Nam cũng đã thả người trước các cái sự kiện, chẳng hạn trước các cái quan hệ hợp tác, mặc dù nhiều người thì nói rằng cái việc mà thả người vậy là mang tính chất ngẫu nhiên. Tuy nhiên chúng ta thấy ngay cái dịp ví dụ như những cái dịp mà ông Mike Pence, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sang Hoa Kỳ thì thả Michael Phương Minh Nguyễn, rồi trong cái vừa dịp của bà Phó Tổng thống Harris thì thả hai người là bà James Phan, ông James Hân,
Thì rồi vừa rồi đó thì trong cái chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính thì trước đó cũng đã có thả một cái người, hai người nữa là Hồ Đức Hòa của ông Đảng Việt Tân và một người khác. Nói chung thì những cái chuyện này đó nó cũng là diễn ra rất là bình thường. Và ở phía Việt Nam thì bây giờ càng lúc càng về sau đó thì lại được phía bên Hoa Kỳ hay là đứa phía bên châu Âu làm ăn càng lúc càng chặt chẽ hơn và càng lúc càng tin tưởng hơn, thậm chí là Hoa Kỳ còn muốn là nâng cao các cái quan hệ gọi là đối tác chiến lược nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy không, nếu mà vướng vào vấn đề nhân quyền thì tại sao làm ăn càng lúc càng nhiều hơn và càng lúc nó càng nặng, nó sâu hơn và hợp tác trên khá nhiều các lĩnh vực. Nhưng mà cũng không thể xem thường cái việc mà gọi là những cái ý kiến về nhân quyền của bên châu Âu. Và do đó thì ở Việt Nam cũng lắng nghe, cũng có những cái sự trao đổi và trong nhiều cái cuộc gọi là đối thoại nhân quyền có những cái buổi họp cũng rất là căng thẳng chứ không phải là đơn giản. Và đây là cái điều mà chắc chắn là trong nhiều năm tới vẫn còn nữa, trong nhiều năm tới vẫn tiếp tục rằng là đối thoại nhân quyền, bởi vì đó là một trong những cái hoạt động của phía bên các cái nghị viện châu Âu. Những cái giới dân cử họ thường làm như vậy đó, để mà vuốt ve, để mà mơn trớn những cái dân cử, nhất là những dân cử mà gốc Việt chẳng hạn. Đây là cái điều rất là đặc biệt và chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này trong một thời gian tới nữa. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.